Sau đây là những tin chính sẽ phát trong bản tin ngày hôm nay. Kinh hoàng xe máy lao tốc độ cao đâm vào, đuổi xe tải đang lùi khiến một người tử vong. Lái xe ngang ngược lại đòi đánh người, tài xế bị đổ cả chất thải lên đầu rồi quỳ sụp xin tha. Phát hiện thi thể thiếu nữ đang phân hủy trong phòng học ở Đắk Lắk. Kinh hoàng xe máy lao tốc độ cao đâm vào, đuổi xe tải đang lùi khiến một người tử vong. Mới đây, một camera an ninh ghi lại cảnh một chiếc xe tải đang lùi, bất ngờ một người đàn ông điều khiển xe máy, trên xe chở một người khác chạy tốc độ nhanh đã đâm trực diện vào phần đuôi xe tải. Hậu quả khiến hai người bị văng xuống đất, một người tử vong tại chỗ, một người bị thương rất nặng. Sau khi clip được đưa lên mạng đã thu hút rất nhiều lượt bình luận, một số ý kiến cho rằng nạn nhân đi xe máy sai hoàn toàn, một số ý kiến khác lại cho rằng tài xế xe tải sai. Lái xe ngang ngược lại đòi đánh người, tài xế bị đổ cả chất thải lên đầu rồi quỳ sụp xin tha. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ô tô màu đen chạy với tốc độ cực chậm, vừa đi vừa đánh võng giữa đường, mặc các xe phía sau bấm còi liên tục. Tình trạng trên kéo dài cả km giữa thời tiết nóng bức khiến nhiều tài xế đi sau vô cùng khó chịu. Một tài xế xe tải sau đó đã nhảy xuống, đuổi theo chiếc xe màu đen và yêu cầu tài xế bên trong bước xuống xe. Nhưng thay vì nhận sai, người đàn ông điều khiển ô tô đen lại có thái độ hống hách. Vừa bước ra khỏi xe hắn đã đánh tài xế xe tải. Lúc này, một thanh niên lái ô tô phía sau vì quá bức xúc cũng lao vào dạy cho người này bài học. Thấy đông người chạy tới, tài xế xe đen sợ hãi liền bỏ chạy xuống ruộng nhằm thoát thân nhưng vẫn bị thanh niên đuổi theo, tần ngay tại ruộng. Khi bị đưa lên đường, tài xế xe đen liền quỳ xuống vái lạy xin mọi người bỏ qua cho, em van các anh, em xin các anh. Sao em không dám thế nữa? Dù đối tượng ra sức xin tha nhưng các tài xế vẫn rất bức xúc và tiếp tục mắng chửi, sao mày có thế nữa không? Tao phải dạy cho mày một bài học. Sau đó, tài xế xe tải chạy đi lấy chiếc xô đựng chất thải, đổ thẳng lên đầu tài xế lái chiếc xe màu đen. Phát hiện thi thể thiếu nữ đang phân hủy trong phòng học ở Đắk Lắk. Liên quan vụ việc một cô gái bị tâm thần được phát hiện tử vong trong phòng học tại trường tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ea, Quế Hát, huyện Cư Mga, tỉnh Đắk Lắk, sáng 21 tháng 6, một lãnh đạo trường này đã lý giải nguyên nhân ban đầu. Theo vị này, em HN 17 tuổi, trú tại xã Ea, Quế Hát, bị bệnh tâm thần nhiều năm qua và thỉnh thoảng vào trường chơi. Ngày 28 tháng 5, trong lúc nhà trường tổ chức lễ tổng kết thì HN cũng vào đây chơi. Có thể HN đã trốn vào phòng học và bảo vệ trường không biết nên đã khóa trái cửa. Ngày 19 tháng 6, một số thầy cô trong trường rủ nhau dọn vệ sinh thì phát hiện thi thể HN đang trong quá trình phân hủy. Lý giải về việc trong suốt thời gian dài, vì sao lãnh đạo nhà trường và bảo vệ không biết, vị này cho hay khu vực 3 phòng học nơi phát hiện HN tử vong cách khu vực hành chính, làm việc của trường khoảng 200m. Nhà trường cũng tổ chức tập huấn, làm việc trong thời gian nghỉ dạy nhưng do khu vực đó xa nên không ai biết. Nhà trường có nhiều camera an ninh, bảo vệ cũng chỉ chú trọng khu vực có trang thiết bị, máy móc, còn 3 phòng học kia chỉ có bàn ghế nên không tới kiểm tra. Bên cạnh đó, trong những lần vào trường chơi, ai hỏi gì HN cũng không nói. Thậm chí, khi HN mất tích, cha của em cũng lên trường tìm nhưng lại tìm ở khu vực hành chính mà không tới phòng học nơi xảy ra vụ việc, vị này cho biết. Trước đó, từ ngày 2 tháng 6, người thân Nhiên đã làm đơn trình báo việc Nhiên bỏ nhà đi lang thang nhiều ngày chưa về lên Ủy ban Nhân dân xã Ea Quế Hát nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Ea Quế Hát đã huy động người đi tìm. Quá trình tìm kiếm, camera một trường học tại xã ghi lại hình ảnh Nhiên đi vào trường. 3 tuần sau, một giáo viên đã phát hiện HN tử vong, thi thể đang phân hủy trong một phòng học khóa trái cửa nên trình báo cơ quan chức năng.